Dạ, hello Thích Nội TV, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Cặp trà thang mình hôm nay mình thúc nè. Các bạn mình lưu ý ha, khi mấy bạn mình bắt đầu mà thúc mồi tươi cho chim trà thang á, thì dấu hiệu để mình thúc khi mà chim mấy bạn mà thay lông đầy đủ hết trơn á, đó, nhưng cái tầm trạng này là mấy bạn mình thúc được rồi nè. Đó, cũng tùy theo dùng ha, chẳng hạn như mấy bạn mà ở trong khu vực phía Nam nè, thì cho mấy bạn biết chỗ mình thời tiết sao đó. Chẳng hạn như có hai mùa mưa nắng thì khi mà chim nó thay lông, bắt đầu thay lông rồi đó thì mình thúc mồi tươi được rồi ha. Trong lúc mà mấy bạn thúc mồi tươi thì mấy bạn phải cho nó ăn mồi tươi liên tục nha. Chứ đừng có để mà bữa ăn bữa có thì nó chim nó lâu đẻ lắm, có thể nó không đẻ luôn các bạn ha. Nhiều số bạn sau nuôi hoài nó không thấy nó đẻ mà không biết mấy bạn nó cho ăn sao. Đó, khi mà mấy bạn mình bắt đầu thúc mồi tươi là ngày nào cũng có mồi tươi dư cho nó ha, không biết sâu hay dế cào cào gì không biết, thì cứ ngày nào nó cũng có sâu rồi cho nó ăn dư từ sáng tới chiều luôn các bạn, dư qua ngày kia luôn á. Cứ mình vừa giật cái mình chăm thì chim nó thấy có mồi tươi như vậy đó thì nó bắt đầu nó đẻ ha. Thì mới lúc đầu thì chẳng hạn như mấy bạn ngày thường thì mấy bạn cũng có chim cho chim mấy bạn ăn sâu, thì khi mà đến khi mấy bạn thúc á thì khoảng 2-3 ngày là nó ăn nó no đủ cái rồi, nó dội mồi rồi, là nó ăn ít lại ha. Lúc đó là chim nó bắt đầu nó cũng muốn ấy rồi đó. Đó, còn mà khi mà mấy bạn ngày thường mà mấy bạn bình thường á, mấy bạn mà không có cho nó ăn, chỉ cho nó ăn cám không thì mới đầu thì nó có thể có cặp thì nó ăn cả từng thể thì nó mới dội mồi, thì lúc đó mấy bạn thấy nhiều thì nó ăn nhiều quá thì mấy bạn ngán ha, thì mấy bạn ngưng cái ít lửa có thể mình cho lại thì chim nó cũng không đẻ luôn ha. Cho mấy bạn mình lưu ý ha, thì cứ khi bắt đầu thúc là mình thúc cho nó ăn luôn á, đến khi mà nó đẻ xong rồi nó ấp nó nở khoảng 5-10 ngày mình tách ra, thì mình lúc đó mình muốn cho đẻ nữa thì mình thúc, còn mấy thì mình ngắt nó, lúc đó là mới hết mồi tươi thôi đó. Chứ mà từ khi bắt đầu đẻ cho đến lúc kết thúc là phải lúc nào cũng mồi tươi dư đó. Thì màu tư thì gồm có như sâu nè, sâu thì có loại sâu nhỏ đó bạn, sâu đen đó, kêu sâu quy sâu gì đó, còn mình sâu này kêu gọi sâu canxi nè, là sâu thái rồi đó, cũng tùy theo người gọi thôi bạn, mấy bạn cứ yêu cầu có sâu vậy được rồi đó. Sâu nhỏ thôi mấy bạn, đừng mua sâu rồng thì nó bự quá, có sâu con đó. Nó chê nó không ăn nữa, mình mua sâu nhỏ vậy nè, sâu này với sâu quy đó, cái loại sâu mà đen nhỏ đó kêu sâu quy đó. Mấy bạn chỉ cần thúc một thứ thôi cũng được ha. Có nhiều thì chẳng hạn như chỗ bạn có dê bán dế thì mua dế, hoặc cào cào bỏ vô. Nói chung là khi mà mấy bạn mình thúc nó, mình cho chim nó ăn mồi tươi dư dả thì nó đa dạng, thì giúp con chim nó sinh sản tốt hơn ha, nó nuôi con cũng tốt nữa, sau này khi mà chim con tách ra nó cũng khỏe mạnh gì hơn mấy con mà nó ăn có một thứ ha. Nói chung một thứ thì nó cũng vẫn tốt thôi, mà nó không bằng cái con mà nó ăn đa dạng. Chẳng hạn như mấy bạn thấy mấy con chim hót ngoài thiên nhiên không? Đó, thì nó khỏe là nguyên nhân là chim bố mẹ nó, có khi nó cũng đút chuối lúc này đút kia bằng trái cây rồi ha. Đó, có nước đó, hoặc là sâu đó, nhện này, con này kia, những con thằn lằn nhỏ rồi nó cũng gấp nữa bạn, đó, cho con nó ăn ha. Nên con chim nó rất là mạnh. Thứ hai là thường chẳng hạn như chim mà ghép sinh sản, chẳng hạn như những cái bồn con bổi đi, đó, trống bổi thì 8-9-10 tháng đó, ngoài thiên nhiên là nó đạt tốt ha. Chứ còn nhiều khi con những cái con mình nuôi sinh sản mình nuôi lên đó, mình cho nó ăn ít á, không đủ mồi tươi đa dạng thì nó khoảng cả năm á, nó đạt mới chất lượng được, chứ nhiều khi nó đạt cũng không trống nữa đó, cũng tùy theo con ha. Đó, còn ngoài thiên nhiên thì nó ăn đủ chất nè, thứ hai là nó bay nhảy đó, giúp con chim nó khỏe, nó cứng cáp. Còn mình nhiều khi mình nuôi mình nhốt trong những cái lồng nhỏ rồi thì mấy bạn mình cũng cho ít cho nó cho tắm, rồi cái tới mùa sinh sản mấy bạn ghép vậy nó, có khi nó đạt không có còn bạn ha. Mình cho nó ăn sâu dế nè bạn, nó ít thôi mấy bạn, nói chung cái này dế thì nó cũng rẻ bạn. Gần tiệm chim đó mấy bạn mua là 10-20 ngàn nó ăn không lâu, 2-3 ngày. Sâu dế nó cũng vậy nè, mấy bạn cứ bỏ vô, hoặc là nhà mấy bạn mà có cọc cào gần ruộng gần ấy rồi đó, mấy bạn mua cọc cào ha. Như cái cặp chim này của mình là như chim tơ bạn, nó cũng nhát mà nó đẻ vẫn đẻ bình thường, nó đẻ con mấy cặp đó bạn, mình có mấy cặp trống con của nó không á, 3-4 con trống rồi con mới không.
con trống này nó thay lông, mình nó ở với mình cũng được 3 năm, 2-3 năm rồi nè. Bây giờ nó thay lông nó cái ức nó vảy cá nhiều lắm bạn. Vậy lông vảy cá nó nè, các bạn thấy không? Nó trắng 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 cái đầu á. Đó. Trống này cũng lớn con. Rồi như vậy các bạn. Thì mình quay mình chia sẻ cái cách mình để mình thúc chim chè than sinh sản ha. Đó. Cho mấy bạn mình nói cho mấy bạn mình rõ hơn ha. Nói chung mình chia sẻ những cái gì mình hiện đang làm. Đó. Cái mình đã làm thành công mình chia sẻ cho các bạn tham khảo. Nếu mấy bạn mà có cần á thì mấy bạn cứ để lại bình luận đi, viết cái nào bạn cần cái gì, con giống hay là cách làm chuồng sao thì mấy bạn cứ để lại đi, rồi mình làm video mình chia sẻ trực tiếp không mà ha. Để nhiều khi mấy bạn hỏi không nói, cái nhiều khi mình nói chung cái quên trước quên sau, không hà mấy bạn cần cái gì là mình làm video mình chia sẻ cái đó. Nói chung về cách mà ghép nuôi ghép chim chè than sinh sản rồi nè, trồng màu mình cũng có nuôi nữa, cũng có đẻ luôn, trồng màu lai cũng có nữa, là chim vương gái ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo ha. Bye bye.